Tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam sau sự ra đi của Trần Văn Vũ. PV, trong đợt tập trung lần này, đội trưởng, tuyển thủ Futsal dày dặn kinh nghiệm Trần Văn Vũ đã không còn song hành khi tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh của đội tuyển Futsal Việt Nam? Huấn luyện viên Diego Justozzi, Vũ đã có một sự nghiệp thành công to lớn. Mọi người khi bắt đầu chơi Futsal đều mơ ước có một sự nghiệp như anh ấy. Bây giờ anh ấy sẽ đóng góp kinh nghiệm của mình ở Thái Sơn Nam với tư cách là huấn luyện viên. Chúng ta cần tạo ra sự thay đổi trong chu kỳ của các cầu thủ. Đó là lý do tại sao nhiều cầu thủ trẻ bắt đầu được thi đấu. Đức Hòa sẽ là đội trưởng lần này và cậu ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời. Cậu ấy sẽ tiếp nối vai trò đội trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam một cách tốt nhất. PV, ông đánh giá như thế nào về quá trình chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển Futsal Việt Nam cho đến thời điểm này? Huấn luyện viên Diego Justozzi, tôi đang thử nghiệm hệ thống và nhân tố mới. Tôi rất hài lòng với sự thay đổi. Tất nhiên, ban huấn luyện vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. PV, nhìn từ chuyến tập huấn tại Nam Mỹ của đội vào tháng 6 vừa qua cho đến thời điểm này, theo ông đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những sự thay đổi nào lớn? Huấn luyện viên Diego Justozzi, tôi rất hài lòng với những trải nghiệm ở Nam Mỹ. Đội tuyển Futsal Việt Nam cần thi đấu những trận đấu chính thức có chất lượng như vậy. Nếu chúng tôi chơi những trận đấu kiểu đó 20 đến 30 lần một năm thì Việt Nam sẽ là cường quốc ở châu Á. Chúng ta chỉ thiếu sự co sát, thi đấu ở mức độ phù hợp. PV, đối thủ trong hai trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Futsal Việt Nam là đội tuyển Futsal Hungary và đội tuyển Futsal Nga đều rất mạnh. Ông đặt kỳ vọng gì ở hai trận thử lửa này? Huấn luyện viên Diego Justozzi.